Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện việc tổ chức hội nghị phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4, liên tục trong các ngày vừa qua, nhiều phòng ban đơn vị đã tổ chức kiểm điểm. Tới dự cuộc kiểm điểm của Ban Tuyên giáo Huyện ủy có đồng chí Lê Quang Đạt, tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Để công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Tuyên giáo Huyện ủy đạt kết quả cao, về dự và phát biểu tại đây, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nêu lên tầm quan trọng và yêu cầu công tác kiểm điểm cần tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, các ý kiến góp ý cho tập thể cá nhân phải chân thực, thẳng thắn trên ba nội dung: tình hình quán triệt học tập, triển khai và thực hiện nghị quyết Trung ương 4, tổng hợp các ý kiến đóng góp cho tập thể, báo cáo tiếp thu giải trình báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các đồng chí trưởng phó ban tuyên giáo, góp ý báo cáo kiểm điểm tập thể và cá nhân trưởng phó ban và dự thảo kết luận kiểm điểm của tập thể và cá nhân ban tuyên giáo. Tại hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy lợi huyện, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Đình Oánh, trưởng ban dân vận huyện ủy, trưởng đoàn chỉ đạo kiểm điểm tại công ty, đã quán triệt một số vấn đề cần lưu ý trong công tác kiểm điểm, nêu lên một số động thái của huyện sau khi thực hiện nghị quyết Trung ương 4 phê bình và tự phê bình. Các đồng chí lãnh đạo công ty đã từng bước tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo phương châm tập thể trước và cá nhân các đồng chí giám đốc và phó giám đốc theo đúng quy trình của cấp trên yêu cầu. Kiểm điểm tại Tòa án Nhân dân huyện, đồng chí Lê Minh Sơn, trưởng ban kiểm tra huyện ủy, tới dự đánh giá đơn vị đã tiến hành với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, đánh giá đúng những mặt làm được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế tồn tại trong sinh hoạt, quản lý điều hành của mình để tìm ra nguyên nhân hướng khắc phục trong thời gian tới để những cán bộ lãnh đạo tòa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Tham dự hội nghị kiểm điểm của tập thể và cá nhân lãnh đạo của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, đồng chí Trần Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo và các thành viên trong tổ công tác đã nhận xét tập thể lãnh đạo đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp, thực hiện có hiệu quả việc đào tạo, bồi dưỡng năng lực chính trị, nghiệp vụ chuyên môn để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cho từng cơ sở trên địa bàn, đồng thời yêu cầu đề ra hướng khắc phục sửa chữa khuyết điểm nhằm góp phần xây dựng trung tâm ngày càng đi vào hoạt động có hiệu quả hơn. Tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4, chiều nay Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo cơ quan. Tại hội nghị này, trên tinh thần thẳng thắn nghiêm túc, thông qua nội dung báo cáo kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ rõ được những hạn chế khuyết điểm trong công tác điều hành hoạt động và xây dựng phong trào và giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn trong thời gian qua. Từ việc kiểm điểm và những hạn chế tồn tại đó, tập thể lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện đoàn đã rút ra kinh nghiệm để hạn chế khuyết điểm, phát huy ưu điểm để đưa phong trào đoàn trên địa bàn ngày càng vững mạnh. Đảng bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện cũng đã tổ chức hội nghị kiểm điểm phê bình và tự phê bình. Sau khi thực hiện các quy trình kiểm điểm, nghe ý kiến của các thành viên trong tổ công tác, kết luận cuộc kiểm điểm, đồng chí Lê Minh Sơn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đã đánh giá cuộc kiểm điểm của đơn vị đã đạt các yêu cầu đề ra. Sau hội nghị cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để xây dựng đơn vị vững mạnh. Theo tổng hợp từ ban chỉ đạo, đến thời điểm này đã có 20 đơn vị tiến hành kiểm điểm. Huyện ủy đang phấn đấu kết thúc cuộc kiểm điểm này ở tất cả các đơn vị cơ sở trong tháng 11 này. Chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Trần Văn Mão, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu, cùng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và xã Thanh Thủy đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Tổng đội Thanh niên xung phong 5 và thôn 3 xã Thanh Thủy. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo với cử tri những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác thu chi ngân sách, đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác thi hành án dân sự, dự kiến nội dung chương trình thời gian kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Các cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển đổi mới của tỉnh nhà trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ sinh hoạt sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là việc tập trung xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Bên cạnh đó, các cử tri cũng đã thẳng thắn nêu lên những kiến nghị cần chính quyền các cấp quan tâm giải quyết, trong đó nổi bật là vấn đề cấp giấy quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập khó khăn, nhất là tình trạng nhiều hộ gia đình sử dụng bìa đỏ chung cả mấy ngàn hecta đất cả chục năm nay. Tại sao giá điện vùng biên giới lại cao hơn giá điện các vùng khác trong xã? Giá cả vật tư phân bón tăng cao, giá nông sản xuống thấp, giá chè không tăng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đảng, nhà nước, các cấp các ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, có những ưu đãi về vốn, về khoa học kỹ thuật, về làm đường giao thông cấp khối để cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới bớt khó khăn.
Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử trên địa bàn, đồng chí Trần Văn Mão và đại diện huyện, xã đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận và chuyển những ý kiến, kiến nghị còn lại tới các ngành chức năng liên quan để trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng mong muốn bà con nhân dân xã Thanh Thủy và tổng đội thanh niên xung phong 5 cần tiếp tục ra sức phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích cực lao động sản xuất, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. Sáng nay, Đảng bộ xã Thanh Thịnh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng. Tới dự có đồng chí Lê Quang Đạt, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Võ Văn Tiến, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Đợt này, toàn xã Thanh Thịnh có 7 đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó một đồng chí được tặng 65 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được tặng 50 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí được tặng 30 năm tuổi Đảng. Về dự trao tặng và phát biểu tại đây, đồng chí Lê Quang Đạt, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã chúc mừng và mong các đồng chí 65 năm, 50 năm tuổi Đảng sống vui, sống khỏe, tiếp tục có nhiều cống hiến cho quê hương, nhất là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo. Cũng nhân dịp này, đồng chí bí thư huyện ủy đã nêu lên một số tình hình về kinh tế trong nước, trong tỉnh và những thành tích của huyện ta trong công tác xây dựng cơ bản, chuyển đổi ruộng đất, xây dựng nông thôn mới. Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng huyện ta vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt các chỉ tiêu đã đề ra, nhất là nguồn thu. Sắp tới sẽ tiến hành triển khai xây dựng cầu treo Rảng, trục đường đi từ Võ Liệt xuống Thanh Long. Hiện tại, cửa khẩu Thanh Thủy đang được hai bên tập trung xây dựng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2013. Trước thực trạng cả nước đang tập trung chung tay xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, cán bộ và nhân dân xã Thanh Thịnh cũng đã bắt tay vào công tác chuyển đổi ruộng đất, làm giao thông nông thôn và giao thông nội đồng nhưng chưa mạnh. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Thịnh cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình này. Lãnh đạo xã phải tư duy làm sao để vận động được nhân dân hiến đất, tài sản để hoàn thành các trục đường đã quy hoạch càng sớm càng tốt. Đảng viên và nhân dân tiếp tục giám sát, nếu phát hiện ra sai sót thì báo cáo ngay với cấp trên để xử lý. Phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2020. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chiều nay các đồng chí Nguyễn Hữu Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ công nhân viên phòng giáo dục huyện. Tại đây, thay mặt cho đoàn, đồng chí Nguyễn Hữu Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chúc các thầy giáo cô giáo phòng giáo dục huyện có một ngày lễ thật vui vẻ. Đồng thời mong muốn cán bộ công nhân viên phòng giáo dục cần tăng cường tình đoàn kết, cộng sự và giúp đỡ lẫn nhau, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tăng cường học hỏi hiến kế để đưa sự học của quê hương ngày càng phát triển đi lên. Cũng nằm trong chương trình tặng quà nhân ngày 20 tháng 11, sáng nay đồng chí Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đến thăm và tặng quà cho tập thể giáo viên công nhân viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Sĩ Sách. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chúc mừng ghi nhận những thành tích mà cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Sĩ Sách đã giành được trong thời gian qua và mong rằng thời gian tới những kết quả này sẽ được tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa, nhất là về chất lượng mũi nhọn. Cùng với niềm vui hân hoan kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường tiểu học xã Thanh Mai vừa long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Đây là kết quả quan trọng của một quá trình nỗ lực không ngừng của một đơn vị giáo dục ở địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa còn có nhiều khó khăn. Trường tiểu học Thanh Mai được thành lập từ năm 1947, sau nhiều lần chia tách, năm 1993 được đổi tên thành trường tiểu học. Hiện trường có 22 lớp với 520 học sinh, đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn, trong đó có 20% là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Chất lượng đại trà bình quân hàng năm đạt 95% trở lên, trong đó số em đạt học sinh giỏi là 28%. Đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường luôn năng động sáng tạo, chịu khó học hỏi, cùng nhau thi đua dạy tốt học tốt. Liên tục trong nhiều năm qua, đạt danh hiệu trường tiên tiến. Hiện nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cũng được trang bị khá khang trang, có đầy đủ các phòng chức năng để phục vụ cho việc dạy và học, có khuôn viên 13.000m2 sạch sẽ thoáng mát cho học sinh vui chơi giải trí. Với những thành tích đạt được, ngày 3 tháng 7 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ký quyết định công nhận trường tiểu học Thanh Mai đạt chuẩn quốc gia. Đây là niềm vinh dự tự hào, sự động viên khích lệ to lớn đối với nhà trường và chính quyền địa phương. Về dự và phát biểu tại buổi lễ đón nhận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận những sự đóng góp của các thế hệ tập thể giáo viên nhà trường và các em học sinh trong những năm qua. Mong muốn thời gian tới, cán bộ và nhân dân Thanh Mai tiếp tục vươn lên đoàn kết, xây dựng trường đạt nhiều thành tích cao hơn nữa.
Tiếp tục thực hiện chương trình nhân đạo từ thiện, Ngân hàng Nông nghiệp huyện vừa phối hợp với lãnh đạo xã Thanh Thịnh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho bà Nhữ Thị Minh, mẹ liệt sĩ, hiện cư trú tại thôn 1A xã Thanh Thịnh. Đây là công trình tu sửa nâng cấp nhà ở cũ làm nơi sinh sống cho bà Minh và là nơi thờ phụng liệt sĩ. Dự kiến công trình sẽ có trị giá trên 100 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp huyện hỗ trợ 25 triệu. Phát biểu tại đây, lãnh đạo địa phương và gia đình đã chân thành cảm ơn sự quan tâm của cán bộ viên chức ngân hàng, đồng thời hứa sẽ hoàn thành vào trước Tết Nguyên đán. Như vậy, đến thời điểm này, Ngân hàng Nông nghiệp đã hoàn thành việc tặng quà cho các học sinh nghèo và giúp người khó khăn xây dựng nhà ở với tổng nguồn vốn 60 triệu đồng được góp từ nguồn tiền lương của cán bộ nhân viên trong đơn vị. Trung tâm Dân số huyện vừa triển khai chương trình tư vấn tại trường Trung học phổ thông Đặng Thái Mai với nội dung tư vấn sức khỏe sinh sản vì thanh niên và thanh niên tiến tới thành lập câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống và sức khỏe sinh sản. Chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo giáo viên nhà trường và học sinh. Với hình thức phát biểu thu thông tin đầu vào để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em học sinh, nhiều vấn đề được học sinh quan tâm như băn khoăn trong việc chọn ngành, chọn trường để thi đại học, tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ làm gì để có việc làm, những lo âu trong việc chăm sóc sức khỏe khó khăn trong ứng xử, giữa tình bạn, tình yêu, v.v. Nhiều em bày tỏ lo lắng về thiếu sự quan tâm của cha mẹ trong quá trình đang theo học và chọn ngành và cả những ý kiến trái chiều về thái độ không đúng đắn trong cuộc sống của các em. Thiết nghĩ giáo dục kỹ năng sống và cung cấp những kiến thức một cách đầy đủ cho các em trong độ tuổi học sinh về sức khỏe sinh sản là hết sức cần thiết. Trang bị thêm kiến thức cho các em học sinh để làm hành trang vào đời, để đương đầu với mọi thử thách trong cuộc sống và để hoàn thiện bản thân. Theo kế hoạch, Trung tâm Dân số sẽ triển khai mô hình này cho tất cả các trường trung học phổ thông trong năm 2013. Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, vào ngày 18 tháng 11 tới đây, Trường Trung học Cơ sở xã Thanh Lĩnh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. Nhân dịp này, mời quý vị và các bạn theo dõi một số ghi nhận về mái trường này. Từ lâu, Thanh Chương được biết đến là vùng đất hiếu học và nhiều người học giỏi, đỗ đạt. Nhiều địa danh nổi tiếng khoa bảng. Trong những tên tuổi ấy, không có địa danh nào thuộc Thanh Lĩnh. Cách mạng về đem lại tự do cho mỗi người nô lệ. Khi Bác Hồ kêu gọi diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, người Thanh Lĩnh bừng tỉnh. Đây là một trong những địa phương tích cực đi đầu trong các chiến dịch ấy. Người Thanh Lĩnh khao khát với cái chữ để khai tâm, khai trí. Từ vỡ lòng, bình dân học vụ đến những lớp tiểu học, quyết ra khỏi sự mù chữ. Năm 1962, trường cấp 2 Thanh Lĩnh ra đời. Từ khi thành lập đến nay, trường Trung học Cơ sở Thanh Lĩnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tạo được niềm tin yêu của nhân dân. Đặc biệt là có sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của các ngành cấp trên. Điều đáng nói là nhận thấy một nhà trường có phong trào trong một miền quê hiếu học, trường được ngành giáo dục chọn làm trường thí điểm. Từ một xã có ít người đỗ đạt, thì những năm 70 của thế kỷ trước, học sinh giỏi của Thanh Lĩnh đã vươn lên hàng đầu của huyện, của tỉnh. Có học sinh Thanh Lĩnh tham dự học sinh giỏi quốc tế, có nhiều học sinh giỏi quốc gia. Nhiều người đã và đang đảm nhận các trách nhiệm quan trọng ở các cấp, đang giảng dạy tại các trường đại học trong nước và nước ngoài. Dù đi đâu làm gì, họ luôn nhớ về miền quê đã từng chắt chiu từng đồng tiền bát gạo nuôi mình và hướng về quê bằng những việc làm thiết thực, giúp cho quê hương, gia đình tiếp tục phát triển. Nói đến nhà trường là nói đến tập thể sư phạm, những người có ý nghĩa quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong đó, người quản lý là linh hồn của tập thể, của sức mạnh đoàn kết. Lần lượt có 8 thầy giáo làm hiệu trưởng, với 8 tập thể sư phạm, họ đã phấn đấu liên tục, gắn liền quá trình hình thành phát triển của nhà trường. Từ tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa, đơn vị tiên tiến xuất sắc về giáo dục, đến danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia. Trong cái thời gian đó, với cái phong trào thi đua yêu nước của xã nhà, thì có 3 ngọn cờ hồng, là coi như là về hợp tác xã, về mua bán, về tín dụng, thì trường cấp 2 Thanh Lĩnh đã dương cao thêm một cái ngọn cờ hồng, đó là ngọn cờ Bắc Lý. Thì chúng tôi thấy rằng là cái điều kiện
cái yếu tố quyết định cho cái việc xây dựng thành công trường tiên tiến Thanh Lĩnh liên tục trong hàng chục năm qua. Trước hết phải nói rằng là có một cái tập thể sư phạm đoàn kết, nhất trí, quyết tâm. Mà trong cái tập thể đó thì cái người đứng đầu, người hiệu trưởng phải là cái người gương mẫu. Đất nước đang trong giai đoạn phát triển, hội nhập quốc tế, vì vậy đổi mới là yêu cầu cần thiết. Với sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể địa phương, sự chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục đào tạo huyện, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của hội cha mẹ học sinh, sự cố gắng nỗ lực vươn lên của thầy và trò, nhà trường đã từng bước phát triển vững chắc, đạt được những thành tích đáng tự hào. Nhiều năm liên tục, trường đạt danh hiệu tập thể tiên tiến cấp huyện. 7 năm, từ 2005 đến 2012, trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh. Năm 2008, trường được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2011-2012, trường được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Những năm 80 của thế kỷ trước, Thanh Lĩnh đã có khẩu hiệu: đã là học sinh Thanh Lĩnh là phải chăm ngoan, học giỏi. Ngẫm cho kỹ, không phải địa phương nào, nhà trường nào cũng nêu lên được như vậy. Chỉ có những nơi cấp ủy, chính quyền, cha mẹ học sinh thực sự nâng niu trân trọng giáo dục. Chỉ ở những nơi nào mà con em biết tạo dựng tương lai hạnh phúc bằng sự học. Chỉ ở những địa phương nào mà sự học được tôn vinh là đạo học, là thương hiệu, thì ở đó mới đưa ra được một câu khẩu hiệu vừa tác động đến lòng tự ái, đến niềm tự hào, vừa thể hiện được dân trí, dân khí một vùng quê đến như thế. Trung học cơ sở Thanh Lĩnh là một trường có bề dày về truyền thống. Có những giai đoạn, trường trung học cơ sở Thanh Lĩnh là điểm sáng về phong trào giáo dục của tỉnh Nghệ An. Các thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường trưởng thành, có nhiều người đã thành danh, thành đạt trên rất nhiều lĩnh vực. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường là một dịp rất tốt để thầy trò trường trung học cơ sở Thanh Lĩnh được đón nhận những tình cảm, sự yêu quý của các thế hệ học sinh đối với nhà trường, là dịp để tôn vinh những truyền thống, những thành tích của nhà trường mà trong năm 50 năm qua thầy trò, các bậc cha mẹ học sinh, đảng bộ và nhân dân Thanh Lĩnh đã làm nên. Lãnh đạo viện nhà rất trân trọng và ghi nhận những thành tích mà nhà trường, các thế hệ học sinh, đảng bộ và nhân dân xã Thanh Lĩnh đã làm nên trong 50 năm qua. Tin tưởng và hy vọng thời gian tới, trường trung học cơ sở Thanh Lĩnh sẽ có những bước phát triển mới, tích cực, đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn mới, góp phần tích cực để phát triển quê hương của huyện nhà. Dân trí được nâng lên, Thanh Lĩnh tiếp tục đầu tư khá mạnh vào chiến lược con người, trở thành xã đầu tiên của huyện có tất cả các trường học đạt chuẩn quốc gia. Xã đạt chuẩn y tế là một trong năm xã đầu tiên của tỉnh được công nhận xã chuẩn văn hóa, là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay đang được huyện chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới. Có thể nói, nhờ có gốc dân trí, phong trào của Thanh Lĩnh đi lên vững chắc, không thuộc dạng ăn may, thăng hoa nhất thời. Từ cán bộ đến người dân đều thấu hiểu, chừng nào sự học đang được quan tâm thì quê hương đang phát triển, vì đó mới là con đường xóa đói giảm nghèo bền vững nhất. Vì trí tuệ là chất lượng nguồn nhân lực, nó có ý nghĩa quyết định tất cả. Thanh Lĩnh đất chất người đông mà có truyền thống nhiều học giỏi, cho đến nay là có nhiều con em đầu đạt. Cái sự tác động lần lại là thì con em đi xa luôn luôn hướng về địa phương, hướng về hỗ trợ cho địa phương, không những về các cái cơ chế mà còn hỗ trợ cái tư vấn về các cái lĩnh trực tiếp cụ thể, là kể cả vật chất và tinh thần. Về từ chỗ đó cho nên là
cái mối quan hệ giữa công tác giáo dục, phong trào xã hội hóa giáo dục để tạo điều kiện cho con em phát triển, và ngược lại là con em cũng luôn tạo điều kiện giúp đỡ địa phương. Cho nên từ đó mà Thanh Lĩnh chúng tôi là càng ngày càng phát triển. Cho đến nay trong xây dựng nông thôn mới là chúng tôi đã đạt 13 tiêu chí trên 19 tiêu chí, và sắp tới chúng tôi tiếp tục phấn đấu để là đạt đơn vị xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Trở lại với 50 năm truyền thống của trường trung học cơ sở Thanh Lĩnh đã trở thành đơn vị đạt chuẩn quốc gia và là một trong các trường có bề dày truyền thống nhất của huyện. Song, nhiệm vụ năm học 2012-2013 và những năm tiếp theo của trường còn hết sức nặng nề. Nhưng tin tưởng rằng với truyền thống của 50 năm xây dựng và trưởng thành, với tinh thần đoàn kết nhất trí, sẵn sàng vượt qua khó khăn thử thách, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, với truyền thống hiếu học của nhân dân, trường trung học cơ sở Thanh Lĩnh sẽ tiếp tục gặt hái được kết quả to lớn hơn nữa trong thời gian tới để lấy lại danh hiệu lá cờ đầu của ngành giáo dục Thanh Chương nói riêng, của ngành giáo dục Nghệ An nói chung, và được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng được lòng mong mỏi của mọi người. Kỷ niệm 50 năm thành lập trường cũng là dịp để ôn lại cái truyền thống hiệu học, học giỏi, một cái truyền thống mà vượt lên sự học của nhân dân và con em Thanh Lĩnh. Để phát huy truyền thống đó thì nhà trường phải tập trung thực hiện tốt các cái nhiệm vụ. Thứ nhất là chúng tôi tập trung đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, làm chuyển biến căn bản về giáo dục đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục. Thứ hai là thực hiện tốt các cái cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng, đạo đức, tự học và sáng tạo. Thực hiện tốt cái phong trào thi đua trường học thân thiện, học sinh tích cực với nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường, của địa phương. Nghèo chữ quá nên khát khao sự học, và sự học đã làm biến đổi vị thế diện mạo của một vùng quê. Thực tiễn từ Thanh Lĩnh đã và đang nói rằng, khi nhận thức sâu sắc, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, huy động được toàn dân làm giáo dục, trọng thầy, hiếu học, thì chính giáo dục sẽ đền đáp lại cho quê hương, cho mọi nhà bằng sản phẩm mong đợi. Đó là những con người hiếu nghĩa, hữu ích với quê hương. Hoặc có thể nói một cách khác là khi chúng ta làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thì giáo dục có tác động trở lại, giáo dục hóa xã hội. Hãy trải tấm thảm đỏ bằng lòng tin, tri ân, trân trọng những con người tận tâm tận lực với sự nghiệp trồng người. Bài học ấy đã đúng trong quá khứ, hiện tại và còn mãi đúng với tương lai. Nó không chỉ đúng ở Thanh Lĩnh mà đúng với mọi miền quê. Chương trình thời sự tối nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.